Vào mùa dịch năm ngoái 2020, Tâm có một người bạn ở Sài Gòn quyết định đầu tư một mảnh đất vài ngàn mét tại Đà Lạt với mong muốn là sẽ xây dựng một cái khuôn viên để mà cùng gia đình, cùng bạn bè nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình an. Và trên thực tế thì có rất là nhiều người giàu, họ cũng mong muốn được đầu tư các cái dạng khu nghỉ dưỡng cho gia đình như vậy. Nhưng sau một thời gian, không ít những người nhượng lại cái phần họ đầu tư đó bởi vì những cái hình dung của họ nó khác với thực tế. Lâu lâu mình mới lên nghỉ dưỡng, nhưng mà khuôn viên của mình cần phải đầu tư và chăm sóc mỗi ngày, họ là phải thuê một người giúp cho họ việc đó. Nhưng mà với khuôn viên vài ngàn mét và ở xa một chút xíu thì phần lớn là người giúp của mình họ sẽ không đồng ý làm một mình, phải thuê hai người. Chi phí tăng lên, những cái háo hức mộng tưởng ban đầu của họ được thay thế bằng những mệt mỏi, những chi phí, những tốn kém. Họ không còn muốn sở hữu nó nữa. Và cuối cùng thì người bạn của Tâm đã quyết định bán đi. Và đây là câu chuyện của bạn Tâm chia sẻ với cả nhà để mọi người có thể có thêm một góc nhìn trước khi quyết định đầu tư nghỉ dưỡng tại nơi đây.